Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh YouTube của em. Hôm nay thì em mới thu hồi được cái con TP-Link 841. Đây là con Wi-Fi đã qua sử dụng này. Và cái con này thì nó có chức năng là làm một cái bộ phát chính hoặc là một cái bộ phát Wi-Fi phụ. Thì hôm nay cái video này thì em sẽ hướng dẫn để mọi người dùng cái con này làm cái bộ phát Wi-Fi phụ. Thì cái con cũ như này thì đầu tiên thì mọi người nên thực hiện reset lại nó. Nó có cái nút bấm reset ở bên 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 hông của cái Wi-Fi này. Đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm điện vào. Mọi người thực hiện bấm cái nút reset ở cái bên bên hông của cái Wi-Fi này. Mọi người giữ là khi nào mà nó nháy hết cái đèn này một loạt là chúng ta reset thành công. Đấy, như vậy là nó thành công rồi. Đó. Để cài đặt cái con này thành một cái con Wi-Fi phụ thì chúng ta sẽ có những cái bước cài đặt như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ thực hiện đổi tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi. Nếu anh em nào muốn để tên Wi-Fi và mật khẩu mặc định thì chúng ta không cần phải thực hiện bước này. Chúng ta sẽ lấy cái mật khẩu mặc định ở bên dưới mặt sau của cái modem này. Ví dụ ở đây là 166.91.704 thì chúng ta lấy luôn cái này và chúng ta không phải thực hiện cái bước 1 này. Cái bước thứ 2 là chúng ta sẽ đổi cái địa chỉ IP của modem 841N. Cái này nếu mà anh em nào mà nó chỉ có một cái modem chính, một cái Wi-Fi phụ ấy, thì cái bước này, cái modem này nó sẽ là địa chỉ là 192.168.0.1. thì chúng ta không cần phải đổi cái bước này cũng được. Nếu mà chúng ta mà có nhiều cái modem phụ mà nó có địa chỉ như này rồi ấy thì chúng ta phải đổi lại cái địa chỉ IP để tránh cái trường hợp mà chúng ta sẽ thực hiện là bị xung đột IP. Ở đây thì mọi người sẽ đổi cái địa chỉ IP là 192.168.0 chấm bao nhiêu tùy thích, từ giải 0 đến 255 mọi người nhé, đến 255. Đó, ví dụ như này, ví dụ 192.168.0.198 chẳng hạn. Đó, thì đây là một cái giải IP. Bước 3 sẽ tắt cái DHCP. Đó, bước thứ 4 cắm dây LAN vào modem. Đó, xong. Đây, toàn bộ. Mọi người sẽ dùng đến cái điện thoại của mình và mọi người sẽ cho bắt cái Wi-Fi
Đây, cái Wi-Fi 86F0, đây chính là Wi-Fi mình cần cài đặt. Và mình sẽ nhập cái mật khẩu của nó. 166 166 9 1704 1704. Xong mọi người bấm kết nối. Đây nó sẽ, cái Wi-Fi này sẽ báo internet có thể không có sẵn, tức là mình chưa truy cập được vào mạng nhé. Xong mọi người sẽ sử dụng đến cái trình duyệt internet này, hoặc là Google Chrome, hoặc là Cốc Cốc, hoặc là Safari đều được. Mọi người bấm lên. Mọi người sẽ đánh ở trên cái thanh công cụ ở trên cùng này này. Là cái địa chỉ là 192.168.0.1. Xong mọi người bấm đi. Nếu mà không được chúng ta sẽ sử dụng cái trình duyệt khác. À không, đây cái bộ định tuyến này nó là địa chỉ 192.168.1.1 mọi người nhé, chứ không phải 0.1. Mình sẽ đánh lại. Nó đang, cái con này nó đang trùng với cái modem chính 1.1. Đây, nó sẽ hiện ra cái dòng đăng nhập. Mình sẽ đánh là admin. Mật khẩu cũng là admin. Xong mọi người bấm đăng nhập. Mọi người sẽ zoom cái điện thoại này lên. Và mọi người nhìn ở góc bên tay trái của điện thoại, mọi người vào chỗ cái phần network này xem nó đã đặt IP tĩnh. Đây, mọi người để là dynamic nhé. Dynamic. Ở đây là IP động. Nó đang nhận. Mọi người không nên để cái gì khác nhé. Để dynamic IP này. Đấy, chúng ta sẽ thực hiện bước 1 luôn này, là đổi tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi. Thì mọi người thực hiện đổi cái mật khẩu trước nhé. Ở đây em sẽ đổi mật khẩu. Đây, mọi người vào cái chỗ phần wireless này. Xong wireless security này là bảo mật. Nếu mà mọi người không muốn mật khẩu thì mình chọn disable security. Còn muốn đặt mật khẩu thì mình kích vào cái WPA2 này. Xong mình sẽ đánh cái mật khẩu bên dưới. Em sẽ đánh là từ 1 đến 8 này. Sau đấy mọi người kéo lên và mọi người bấm lưu lại, bấm save server. Đó. Bây giờ là cái Wi-Fi nó đã có mật khẩu khác. Đây, nó đã báo là đã xảy ra lỗi xác thực, thì mọi người bấm quên mạng đi nhá. Để mình nhập lại cái mật khẩu. Mọi người bấm quên mạng đây này. Mọi người lại nhập mật khẩu từ 1 đến 8 cho nó. Cái con này cài cũng khá là mất thời gian. Đó. Xong rồi mọi người lại bấm một cái này và cũng vào cái địa chỉ 192.168, xong mình bấm đi. Sau đấy mình lại kết nối vào phần wireless. Cái mình chọn cái mục đầu tiên, wireless setting. Đây là mình xóa cái tên Wi-Fi này đi. Không phải tên là TP-Link nữa. Mình sẽ đặt bất kỳ một cái tên gì. Ở đây em sẽ đặt là Viettel 5G. Xong mọi người bấm lưu lại. Mọi người lại vào chỗ phần cài đặt của Wi-Fi. Đây, mọi người chọn cái Viettel 5G này. Là cái mình vừa mới đổi tên. Nhập cho nó mật khẩu từ 1 đến 8. Xong bấm kết nối. Đó. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái bước 1 này. Thực hiện đổi tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi. Và nếu anh em nào muốn ấy, để cái tên Wi-Fi và mật khẩu mặc định thì chúng ta sẽ không phải thực hiện cái bước này. Chúng ta sẽ sử dụng luôn cái mật khẩu ở đằng sau cái modem. Đó. Tiếp đến chúng ta sẽ thực hiện cái bước thứ 2.
là bước đổi cái địa chỉ IP. Chúng ta lại truy cập lại cái địa chỉ 192.168.1.1 này thôi. Mọi người sẽ vào phần Network nhé. Network. Ở cái mục LAN này, mọi người kích vào chỗ phần LAN. Ở đây mọi người sẽ xóa đi. Đây là IP address này. Mọi người sẽ xóa đi. Ở đây em sẽ đặt là cái địa chỉ là 0.0.198 mọi người nhé. 198. Đó. Đây 0.0.198. 192.168.0.198. Xong mọi người bấm lưu lại. Server. Bấm OK. Mọi người chờ nó khoảng 60 giây để nó thực hiện xong cái nó reboot lại cái wifi. Bây giờ là chúng ta sẽ chuyển sang bước 3. Khi nào nó khởi động xong thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bước 3. Mọi người chờ nó một lúc nữa. Đang 27%. Cái video này thì em sẽ hướng dẫn một cách chi tiết nhất, cho nên mọi người cứ theo dõi em tí. Mấy cái này thì em sẽ cắt đi. Chờ này lâu quá, mất thời gian. Đây, khoảng độ tầm 50% thì mọi người sẽ kích lại nhé, vào Viettel 5G này, để cho nó kết nối lại. Bây giờ cái Viettel 5G này nó sẽ không phải là cái địa chỉ 192.168.1.1 nữa, mà là cái địa chỉ mình vừa mới đổi xong này, 192.168.0.198. Thì mọi người phải đánh rõ ràng ra nhé, nó mới cho truy cập lại. Đây, ví dụ như em bấm vào đây là nó đứng im luôn, nó không nhúc nhích gì. Mọi người sẽ đánh lại là 192.168.0.198. Xong bấm đi. Đó, mình sẽ bấm vẫn là admin. Xong bấm đăng nhập. Đấy. Tiếp đến chúng ta sẽ thực hiện tắt DHCP. Tắt DHCP đi. Bước 3 tắt DHCP. Thì mọi người cũng sâu vào modem và mọi người zoom lên, nhìn ở góc bên tay trái có cái dòng DHCP ở đây, mình kích vào đây. Xong ở đây nó đang cái dấu chấm ở đây nó đang bấm ở enable này. Mọi người sẽ tìm và chọn cái disable này, mình sẽ kích vào cái ô disable và bấm lưu lại. Xong bấm OK ở bên dưới. Nó có hỏi là chúng ta có thực hiện tắt cái DHCP được không? Thì chúng ta bấm OK để nó khởi động lại. Mọi người đây để ý cái dòng đỏ ở đây này. Mọi người sẽ phải kích vào đây thì nó mới, cái modem này nó mới reboot. Chúng ta reboot. Và mọi người chờ đợi trong 1 phút. Trong lúc chờ đợi ấy, mọi người thực hiện luôn cái bước 4 là cắm dây LAN vào modem. Và cắm, ở đây chú ý này, là mọi người cắm vào cổng LAN modem 841. Đây mọi người. Đây nó có 4 cái cổng. Mọi người cắm vào 4 cái cổng, một trong 4 cái cổng vàng ở đây, 1 này, 2 3 4 này. Mọi người thích cắm cổng nào cũng được, không cắm vào cổng xanh này nhá. Rồi. Đây. Em sẽ cắm vào cổng LAN 1. Đây, em cắm vào cổng LAN 1 nha mọi người nha. Đây, cắm vào cổng LAN 1. Đấy, bây giờ thì nó chắc là OK rồi đấy.
chưa? Đây, mọi người nhìn cái Viettel 5G này, mọi người kích lại. Đấy, nó báo đã kết nối. Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công một cái bộ phát Wi-Fi 841 như này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đo xem nó có bằng cái gói cước của cái modem chính không nhá. Mình sẽ sử dụng đến Speedtest. Đây. Mọi người bấm go. Gói nhà em này là cũng gói thấp. Nó là 45 là download đang là 45, upload là 65. Để em thử kiểm tra cái modem chính xem nhé. Đây, modem phụ mình được như này, còn cái HBH này là modem chính này. Modem chính. Modem chính được tận 65 cơ. Modem chính này khỏe thế nhỉ. 65 65B. Chúng ta lại test lại cái 5G này sao. Đây là cái modem phụ này. Đấy, cái modem phụ này kém. Sóng wifi kém quá. Được có 40 mê. Đây là bắt wifi nhá. Để em cắm vào cái máy tính như sao nào. Test bằng máy tính xem nào. Mình sẽ test qua cổng LAN của thử xem cái speed test. Cái wifi cũ đấy thì nó không đạt được cái tốc độ. Không dây không đạt, nhưng mà mạng LAN này em nghĩ là nó đạt. Đấy, nếu mà mọi người sử dụng cho đấy ta mấy thôi. Quái lạ này mà nó tăng mê kinh thế. Đấy, cắm cổng LAN là 85,67 mọi người nhá. Còn cái không dây của cái con phụ này này. Đây, con phụ đây này nó kém quá. Đó. Đấy. Trên đây là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta cài đặt một cái modem 841 thành một cái bộ phát wifi phụ. Mọi người cứ thực hiện theo đúng cái các bước ở đây là đảm bảo là cái mạng nhà các bạn sử dụng rất ok luôn. Đó. Mọi người sau này muốn lắp camera các kiểu phút mốt, mình chả cần phải cài gì cả. Nếu mà mọi người thấy video này hay thì mọi người xin một cái like, một cái bình luận ở bên dưới và một cái nút đăng ký để theo dõi kênh của em. Xin chào tất cả mọi người.